Tên lửa Iskander của Nga khiến cuộc họp của Ukraine và NATO kết thúc sớm. Đây là bản tin chiến sự ngày 9 tháng 9. Điểm nổi bật nhất trong 2 ngày vừa qua chắc chắn là vụ tấn công bằng Iskander vào tòa nhà cảnh sát ở Kryvyi vùng Dnepropetrovsk. Và điểm đặc biệt của video này chính là mấy con cẩu với sự thính nhạy của mình đã chạy thoát khỏi ảnh hưởng của vụ nổ. Tại vị trí này ghi nhận đang diễn ra cuộc họp giao ban giữa NATO và Ukraine. Có vẻ cuộc họp đã phải kết thúc sớm hơn rồi. Phía Ukraine báo cáo rằng có ít nhất một người thiệt hại và 60 người khác bị thương, chủ yếu là các thành viên thuộc cơ quan công an và quân đội. Để so sánh quy mô vụ nổ thực sự của Iskander này với vụ nổ ở chợ tại Konstantinovka vào hôm trước, bạn sẽ thấy một bên là sập hẳn một tòa nhà bê tông, còn một bên khác là đến mấy cái tòa nhà khung thép cũng chỉ bị méo. Và theo dõi truyền thông Ukraine thì vụ việc tại vùng Konstantinovka hôm vừa rồi kết thúc ngay vào ngày 7 tháng 7. Và sau đó mình không thấy các bài viết phân tích từ các nguồn tin mà mình có nữa. Các bạn hiểu rồi nhé, mình vẫn giữ quan điểm ở video trước của mình dù các bạn pro có nói gì đi nữa. Quay lại với các cuộc tấn công khác, trong 36 giờ qua Ukraine thực hiện 2 cuộc tấn công vào nhà máy vi mạch điện tử Kremny tại vùng Berian. Nhà máy này được dự đoán là nơi sản xuất chip của Nga. Cuộc tấn công được ghi nhận thiệt hại tại khu vực tòa nhà văn phòng của nhà máy này. Vậy là mục tiêu của Ukraine đang mở rộng dần sang lĩnh vực triệt hạ nền kỹ thuật và nền kinh tế của Nga chăng? Ở chiều ngược lại, ghi nhận Nga nhắm mục tiêu tấn công bằng tên lửa vào nhà máy Motoskvik ở Zaporizhia. Ghi nhận có 2 vụ nổ xảy ra nhưng các thiệt hại chính xác không được ghi nhận. Đây vốn là một nhà máy sản xuất động cơ và thời gian gần đây tập trung rất nhiều vào sản xuất động cơ UAV. Tới khu vực Biển Đen thì hoạt động 2 ngày vừa qua im ắng lạ thường, không hề có báo cáo nào tại khu vực này cũng như khu vực Crimea. Chúng ta tới với chiến trường. Tại Kherson tiếp tục không ghi nhận các báo cáo tại đây, tuy nhiên có một thông tin mới liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phía Ukraine lại bắt đầu loan tin rằng Nga đang chuẩn bị làm gì đó tại nhà máy điện này, khởi đầu bằng quyết định tạm thời sa thải một số nhân viên được cho là thân Ukraine. Điều này cũng chẳng có gì là mới mẻ và theo mình thì sắp tới cũng sẽ không có gì xảy ra đâu. Thi thoảng truyền thông Ukraine lại đào lại vấn đề này một chút cho nóng thôi. Tới chiến trường Zaporizhia, mặt trận Orykiv. Tại Robotyne, chúng ta đều biết là ở trong làng gần như không còn một cơ sở hạ tầng nào cả. Chính vì thế, Ukraine không thể đóng quân các nhóm quân lớn tại đây mà chỉ đồn trú vài nhóm binh sĩ nhỏ để đánh dấu quyền kiểm soát. Báo cáo ngày hôm qua ghi nhận rằng Ukraine sử dụng các mũi đánh có cả xe bọc thép tiến xuống. Tất nhiên các mũi đánh kiểu đó ngay lập tức bị dập tắt bởi hỏa lực của Nga. Ở đây có báo cáo rằng Nga sử dụng nhiều hơn các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các vị trí tập trung quân của Ukraine phía sau. Đồng thời tại khu vực này, ngoài việc sử dụng pháo kích thì các khẩu súng cối cũng đang hoành hành bắn phá vào các vị trí cố thủ của Ukraine tại gần tiền tuyến. Về cơ bản hướng Robotyne, Ukraine không thể và có lẽ là chưa có phương án tấn công hiệu quả nên tình hình ở đây khá im lặng. Còn tại hướng Vevov thì khác, Ukraine vẫn cho thấy sự tập trung quân và hoạt động tích cực hơn nhiều tại đây. Ukraine đang cố gắng tăng cường các mũi đánh bộ binh nhỏ, dồn lực lượng của Nga vào thế thủ sâu tại đây. Ghi nhận từ phía Nga cho chúng ta biết một sự thay đổi mới trong cách đánh của Ukraine. Thay vì tấn công dò dẫm và bị ăn hỏa lực như trước, thì hai ngày gần đây Ukraine sử dụng rất tốt các UAV quan sát. Sau đó các mũi đánh bộ binh của Ukraine tấn công nhanh hơn vào các vị trí của Nga gây ra áp lực rất lớn. Và sau đó nhanh chóng rút về trước khi hệ thống pháo kích của Nga nhắm đúng tọa độ. Chính vì thế, dù chưa ghi nhận rằng Ukraine có thể gây tổn thất gì cho Nga, nhưng cách đánh nhanh và gọn này đã khiến áp lực dồn lên các nhóm binh sĩ phòng thủ của Nga lớn hơn, đồng thời đã làm Ukraine hạn chế được thiệt hại. Áp lực của Ukraine lên hướng Vepov dành cho Nga vẫn rất dồn dập và liên tục, tuy nhiên bước tiến mới thì chưa được tạo ra. Tại chiến trường này thì lữ đoàn 82 vẫn xuất hiện trong các trận đánh nhưng đang ít dần đi, có vẻ sau một thời gian được huy động tới đây và giành được những thành quả đáng kể tại Robotyne cũng như áp sát vòng tuyến số 1 của Nga tại hướng Vepov thì lực lượng của lữ đoàn tinh nhuệ 82 đang giảm đi thấy rõ. Tại Zaporizhia hiện nay, Ukraine đang sử dụng đến 12 lữ đoàn và một vài tiểu đoàn UAV chính sát, một lực lượng rất lớn được bổ sung và điều động liên tục. Cho tới nay, mặc dù rất kỳ vọng vào điều gì đó mới mẻ từ phía Ukraine về mặt chiến thuật, nhưng cơ bản, hiện nay họ vẫn khá chật vật trong cái bẫy của người Nga mà chưa thấy cửa nào để đột phá. Với những người ngồi ngoài quan sát như mình, thì cái mình kỳ vọng là Ukraine có thể phá giải được thế bao vây từ các cao điểm của Nga. Thành thật mà nói, nếu Ukraine chỉ lấy được Vepov mà không giải quyết được những cao điểm xung quanh, thì chắc chắn đây là cái bẫy hoàn hảo mà Nga đã tạo ra, được gọi là khu vực tiêu diệt trong chiến thuật tác chiến của người Nga. Mình đã có một video phân tích về chiến thuật này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi cách Ukraine làm tiếp như thế nào thôi. Tới khu vực mỏm Vremensky, giao tranh chính vẫn tiếp tục diễn ra ở hai khu vực Novodonetsk và Novomayorke. Trong bản tin hôm kia, chúng ta biết Ukraine đã có thể gây thêm cho Nga thiệt hại từ hỏa lực, thì 36 giờ qua diễn biến liên tục như sau. Ukraine có thể bắc những cây cầu tạm tiến công qua sông và đánh thọc thẳng vào khu làng Novodonetsk từ hai hướng và Novomayorke cũng từ hai hướng. Phía Nga ngay lập tức rút lui khỏi làng, sau đó dồn dập hỏa lực bắn phá vào các khu vực mà Ukraine mới tiến lên.
Tiếp sau đó, bộ binh của Nga đẩy vào sau khi hỏa lực đã làm Ukraine cóng chân. Các mũi bộ binh của Nga tiến trở lại Novodonetsk đẩy lùi quân Ukraine ra rìa phía bắc của ngôi làng. Còn tại Novomaïke thì phía Ukraine phải rút lui hoàn toàn sang bên kia sông khi bộ binh của Nga quay trở lại. Chúng ta thấy kịch bản rất tương đồng với hầu hết các chiến trường. Từ thời điểm Ukraine dồn hậu cần sang khu vực này thì chúng ta đã dự đoán rằng Ukraine sẽ tập trung đánh mạnh ở cánh phía đông này. Và 36 giờ qua, Ukraine liên tục dồn quân để chiếm. Cứ Ukraine đánh mạnh thì Nga rút liền và sau đó lại quay lại đẩy Ukraine ra ngoài. Với kiểu đánh này thì cơ bản chúng ta biết kết quả của nó. Có thể trong thời gian tới Ukraine sẽ làm quyết liệt và liên tục, họ sẽ lấy được hai khu làng này. Nhưng nếu họ không quyết liệt thì lại gặp lại tình trạng công cốc. Chưa biết Ukraine có thể dồn quân lấy được hai làng này hay không. Nhưng một điều chắc chắn là họ đang dồn thịt vào để đánh và thiệt hại sẽ rất lớn so với Nga. Mình chờ kịch bản Ukraine sẽ lấy được hai khu làng này, lúc đó mới có diễn biến khác lạ để tường thuật cho các bạn. Cũng như lấy được hai làng này mới xứng đáng với sự đánh đổi của Ukraine và mới chứng kiến được tiếp những cách phòng thủ của Nga tại những tuyến sau. Đồng thời với hai hướng tấn công chính mới nói ở trên, 24 giờ qua Ukraine cũng tổ chức 3 mũi đánh xuống khu vực Shevchenko, khu vực phía đông của Zavidne và đánh thẳng vào phía bắc của khu làng Plitune nhưng không đạt được hiệu quả. Có thể các mũi đánh này chỉ dành để cầm chân quân Nga mà thôi. Từ chiến trường Marinka, một diễn biến mới khoảng 36 giờ trước tại khu vực trung tâm thành phố. Nếu chúng ta còn nhớ, video vài ngày trước có một hình ảnh một xe tăng của Nga tấn công và chiếm lại được một khu vực ở cực tây khu vực thành phố này. Thì vào ngày hôm qua, Nga lại tổ chức một cuộc tập kích bất ngờ và chiếm thêm được một vài khu vực theo đánh dấu ở đây. Tiến lên khu vực Andriivka thì trong 2 ngày vừa qua, Ukraine đã tấn công thành nhiều đợt nhắm vào khu vực đánh dấu ở đây tại phía bắc của ngôi làng Otipne. Có nguồn tin cho biết Ukraine đã tấn công vào khu làng này, nhưng tin này chưa được xác thực. Vậy là chiến trường phía bắc Donetsk từ Marinka đến Andriivka bắt đầu rục dịch cho những cuộc tấn công mới. Chúng ta đi thẳng lên chiến trường Bakhmut. Tại sườn phía nam trong 2 ngày vừa qua, Ukraine liên tục tạo áp lực bằng các mũi đánh tập trung ở khu vực Andriivka và Klitschivka. Tại Andriivka, theo bản tin hôm trước thì Ukraine đã đánh tới khu vực đường tàu và đã chiếm được một khoảng như mô tả. Thì hôm nay chúng ta có thể xác thực được chuyện này. Ukraine đã đánh bật Nga ra phía sau đường tàu, đóng quân áp sát đường tàu này, mở rộng vùng xám ra phía sau. Đồng thời ở sườn bắc Andriivka, Ukraine cũng tiếp tục đẩy quân Nga sâu về phía sau. Như vậy là nhìn trên bản đồ chúng ta có thể thấy khu làng này đang nằm trơ trọi ra khi ở hai sườn đã bị Ukraine kiểm soát. Có thông tin vào tối qua cho biết Nga đã chính thức rút khỏi làng này và Ukraine đã chiếm được nó. Tuy nhiên, tin này chưa được xác thực, phía Nga vẫn thông báo đang kiểm soát được làng. Với động thái kiểu như vậy cũng như tình trạng bị mất hai sườn thì mình nghĩ tình trạng ở đây thực sự sẽ là quân Nga đã buộc phải rút khỏi Andriivka, còn Ukraine sẽ chưa tiến vào để chiếm đóng khu làng này. Làng này sẽ trở thành vùng xám. Thực ra không phải điều này mới xảy ra, mà ngay từ khoảng hơn một tháng trước, thời điểm Ukraine tấn công mạnh, thì làng Andriivka này cũng từng vô chủ một lần. Sau đó thì Nga đã tiến ra và kiểm soát lại được nó. Ở Klitschivka, 36 giờ qua ghi nhận các mũi tấn công của Ukraine đã đuổi được Nga ra khỏi hầu hết các khu vực bên trong khu làng, buộc Nga phải rút lui về các tuyến phòng thủ phía sau và ở rìa phía bắc của làng. Kết quả này với mình cũng không ngạc nhiên lắm vì Ukraine đã gây áp lực rất lớn nên chuyện Nga phải rút về để bảo toàn lực lượng là điều dễ hiểu. Vấn đề là Nga vẫn đang giữ các cao điểm, còn Ukraine thì không thể triển khai các hệ thống pháo kích ra gần hơn. Nên có lấy được toàn bộ khu làng này thì cũng tiếp tục rơi vào vùng lõm của Nga và hứng chịu hỏa lực mà thôi. Chúng ta chỉ chờ cách Ukraine thoát khỏi cái bẫy truyền thống này của Nga như thế nào. Chúng ta đi lên chiến trường Liman. Hôm nay Ukraine tổ chức tấn công tới 3 hướng như hình mô tả vào các vị trí của Nga. Ở hướng khu rừng, Ukraine tấn công thành 3 đợt. Ở Momtos có 2 đợt tấn công với xe thiết giáp và một mũi trên cùng có một đợt tấn công cũng có xe thiết giáp. Các mũi đánh của Ukraine được mô tả là dễ dàng bị Nga bẻ gãy bởi sự vượt trội về hỏa lực và tác chiến UAV của Nga tại đây. Ở mỏm Kupian thì không có các thông báo mũi đánh của cả hai bên. Tuy nhiên tại chiến trường này có thể là các cuộc giao tranh gây áp lực vẫn diễn ra mà phía Nga không báo cáo mà thôi. Chúng ta sẽ cập nhật khi có thông tin mới. Tổng quan trên toàn tuyến, Ukraine vẫn chưa làm được điều gì mới tại Robute. Tại khu vực mỏm Vremitsky, họ đã cố gắng để đột nhập vào hai khu làng Novodonetsk và Novomaïke và mới chỉ kiểm soát được một phần phía bắc của Novodonetsk. Tại Bakhmut, Ukraine đang đánh mạnh hơn để cố gắng giành lại những kết quả tương tự với thời điểm khoảng hơn một tháng trước. Bản thân mình chưa đánh giá cao việc Ukraine có thể làm được tại Bakhmut vì họ đã mất quá nhiều thứ chỉ để giành lại được những điều mà họ vốn đã giành được ở một tháng trước nhưng không giữ được. Điều này lại dẫn thêm đến một nguy cơ là Ukraine lại có thể hụt hơi tại đây và khả năng lại bị mất thêm một lần nữa. Và thậm chí chiếm được và không mất thì họ cũng đang nằm trong cái bẫy của người Nga. Tình trạng tại Bakhmut tối hơn rất nhiều so với con đường của Ukraine tại Robotyne. Cuối video này chúng ta đi tới hình ảnh thú vị từ phía Nga. Đây là cách người Nga bảo vệ những chiếc máy bay của họ bằng lốp xe. Có rất nhiều chỉ trích từ phía Nga hỏi tại sao Bộ Quốc phòng không làm các nhà chứa máy bay. Dù việc làm nhà chứa máy bay rẻ và nhanh hơn nhiều lần so với việc làm một chiếc máy bay mới. Lý giải cho hành động đó thì hôm qua có hình ảnh vệ tinh cho thấy những chiếc lốp này khiến máy bay tàng hình chiếc radar. Đồng thời nếu UAV tấn công thì nó cũng sẽ bị lốp xe làm văng ra. Và lốp này cũng là lốp chống cháy. Lý giải này được đưa ra để nói về việc không cần thiết phải làm nhà chứa máy bay.
Nhận xét của mình thì mình cho rằng thôi các ông đừng biện minh nữa, quan liêu thì nói luôn là quan liêu đi. Chưa có kế hoạch và giờ làm chưa kịp thì thôi, lấy lốp xe chống cháy trước cũng được, chứ đừng nói là không cần làm nhà chứa. Nếu mấy lốp xe mà tốt như vậy thì mấy ông làm nhà chứa rồi xếp lốp xe luôn ở trên nóc đi xem có hiệu quả hơn không. Và đó là toàn bộ bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.